Vâng, xin chào các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hệ thống dẫn động và cách sử dụng nó như thế nào. Cụ thể là chúng tôi đang cầm lái chiếc Mitsubishi Triton 2019 thì đối với hệ thống dẫn động của nó khá là hay. Nó có 4 cái chế độ gài cầu. Chế độ 2H là một cầu nhanh, 4H là hai cầu nhanh, 4HLC là hai cầu nhanh khóa vi sai và 4LLC là hai cầu chậm khóa vi sai. Thì đối với từng cái chế độ cầu như thế này thì chúng ta sử dụng như thế nào? Thì ngày hôm nay anh Vinh sẽ cùng chia sẻ với chúng ta. Đầu tiên là anh Vinh với chế độ 2H và 4H. Cái này rất kỳ nha, trên cái xe này đấy. Thì 4H và 2H thì chúng ta có thể sử dụng khi nào và nên sử dụng khi nào, trong điều kiện nào? Thực ra 2H và 4H thì nó là cái những cái cấu tạo dành cho xe chạy với tốc độ cao trên cái nền đường có độ bám tốt như là đường nhựa. Và đặc biệt nó sẽ tốt trong trường hợp mà nếu 4H thì là sẽ tốt trong trường hợp là đường nhựa trở nên mưa. Tức là tóm lại một điều là nó dùng cho tốc độ cao với cái nền là tương đối. 4H là có thể hiểu như là những cái mẫu xe là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thậm chí là Mercedes có Formantic, BMW có những cái đời X đều là bốn dẫn động toàn thời gian. Còn 2H thì nó như một cái xe bình thường bất kỳ nào, cầu sau bất kỳ nào đấy. Thậm chí là xe tải xe bán tải. Còn 4H LC ở đây thì mình hiểu rằng là nó là một cái chế độ hai cầu nhưng mà lại chỉ dùng đi đường off-road. Tại vì là khi 4HLC là khóa visa trung tâm được hiểu là hoàn toàn không có visa trung tâm. Rồi. Bánh trước bánh sau quay cùng tốc độ. Ok. Thì chính vì thế nó sẽ trượt nếu như mình đi ở khúc cua. Thì ở trên cái nền đường mà nó đủ trơn để nó triệt tiêu cái sự trượt của cái xe đi, cũng như là nó không bị ảnh hưởng đến cái hệ thống dẫn động, tại vì là những cái bánh răng cũng như cái xích cái độ bền nó có hạn. Nếu mà chúng ta làm những cái tải đưa những cái mức tải lớn hơn cái sức chịu đựng của nó thì nó hỏng. Rất nhiều người đã đi xe hai cầu xong làm hỏng cái xe một cách đơn giản là bằng cách bật hai cầu lên và đi đường dài. Nếu như chúng ta không để ý lên trên táp lô nó báo hay là không để ý đến cái vị trí của cái này thì cái cảm nhận đưa đến cho người lái ấy là bao giờ ở cái khúc cua, đặc biệt là cua hẹp ấy, xe nó cũng kiểu như nó bị ghì lại và xong nó bị trượt rằng thế nào đấy, đúng không? Nghe thấy luôn, nghe cái đầu là thấy luôn. Thì trên cái Triton này thì cái 4LLC này nó khi mà mình bật lên ấy, nó hiển thị luôn là chúng ta có thể đây 4LLC này có thể chuyển ngay trên này. 4LLC là cầu chậm đúng không? 4HLC là hai cầu nhanh khóa bị sai. Đấy, và hiển thị luôn gravel, tức là gì? Ông cài vào chế độ này đang thì là ông đi đường xoải đá. Đúng rồi. Đấy, hoặc đường hoặc là mình chuyển sang cái mốt khác thì nó là đi đường bùn này, bùn tuyết. Tuyết này. Hoặc là một cái chế độ khác nữa là đi đường cát. Đường xe. Đấy thì nó rất rõ ràng luôn. Và chuyển sang nhá. Anh có thể đây cùng giữ một chân ga này. Chuyển và có thể cảm nhận được cái hộp số rồi cái động cơ nó ghi nó khác hẳn nhau luôn. Đúng rồi. Đây là chế độ sang nó khác hẳn này. Chưa kể là thực ra nó là do cái nó chọn cái số ở cái tốc độ số nào tốc độ nào. Đúng rồi. Ví dụ như ở một số những cái đường mà độ cản lớn như cát là xe bao giờ cũng xu hướng lún xuống, cần nhiều cái lực xoáy để tiến lên hơn thì nó sẽ nâng cái tua máy lên cái tầm mà khỏe hơn. Nhưng mà cái trên cái Triton này nó có một cái điểm nó khác với dòng xe bán tải khác ấy, là nó 4H và 4HLC. 4H là chế độ là hai cầu vi sai mở đúng không anh? Vi sai mở. Vi sai chia lực thì đúng. Vi sai chia lực. Ở đây cái khóa vi sai là không có, như là cái khóa lúc đấy nó mở và nó chia ra, mình tham khảo rằng là nó là 40 trước và 60 sau. Cái chế độ này nó tương đối giống với một cái chế độ của dòng xe Mercedes. Bởi vì dòng xe Mercedes cái hệ thống all-wheel drive của nó có những dòng xe nó cũng chia trước một cái tỷ lệ cố định luôn. Đúng. Và có những cái dòng xe trong phố xe sedan thì nó sẽ là variable, tức là nó sẽ biến thiên. Đấy, thì cái chế độ nó có thể nói là một cái chế độ vừa tương đối giống và chúng ta hoàn toàn có thể chạy với cái tốc độ cao nhanh với nó. Nhưng mà khi mà chuyển sang 4HLC thì như anh Vinh nói, rõ ràng là chúng ta nên đi trên đường xoải đá thôi, còn nếu đi đường trường
rất có thể nó hỏng cái gì đấy nếu như chúng ta chạy tốc độ quá cao, cua quá nhiều. Đúng. Lốp là cái điều ảnh hưởng là chắc chắn rồi. Hệ thống lái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thực ra là nó ghi qua cái hệ thống chuyển động rồi để vào đến hộp số mà hình như sen trên xe này là cái chuyển động nó gắn ra cầu trước là qua cái xích. Mình có thể làm nó dơ dão. À, đó. Cho nên là các bạn hãy nhớ nhá. Với xe Triton như thế này, với hệ dẫn động rất đặc biệt trên cái mẫu xe này thì 2H và 4H các bạn có thể chạy trên đường nhựa, đường trường ở cái tốc độ tương đối cao. Nhưng đối với những cái dòng xe bán tải khác mà chế độ 4H mà không có vi sai, trung tâm chia lực ra thì hoàn toàn là không nên chạy 4H ở cái tốc độ cao trên những cái đường bằng phẳng, đường nhựa, đường trường. Đó. Còn với Triton thì khi mà chuyển sang 4HLC, tức là khóa vi sai, thì rất rõ luôn các chế độ chạy sỏi đá, bùn tuyết vân vân thì rất rõ rồi. Còn cái này 4LLC là trên cái xe này mà chuyển qua, nó chuyển luôn sang cái chế độ là chạy đường gọi là leo đá. 4LLC được hiểu là một cái chế độ làm việc khác hẳn của những cái xe địa hình. Xe địa hình hoặc là những cái xe mà cần những cái sức kéo lớn. Tại sao? Tại vì là trên những cái mẫu xe địa hình thường trang bị một cái hộp số phụ. Trong đấy những kiểu xe container ấy cũng hộp số phụ và nó chia tầng. Hộp số container chia theo tầng, ví dụ như đây là 2 tầng. Mỗi tầng có ở đây là 6 cấp số. Rồi. Mình có thể nói một cách nào đấy xe này có 12 số. Đấy. Đúng không? Rồi. Đúng không? Đúng rồi, nhân lên nó tỷ lệ là 12 số. Và cái hộp số phụ nó làm việc là nó hy sinh cái tốc độ tối đa. Vâng. Để nó lấy moment, lấy sức kéo. Ví dụ như là số 1 ở cái cầu nhanh chẳng hạn. Mình chạy được 40 cây một giờ. Thì khi mình cài sang cầu chậm nó chạy còn được có 20 cây thôi. Thì chính vì là nó chỉ còn có một nửa cái tốc độ tối đa thì nó lại được nhân đôi cái sức kéo. Chính vì thế mà nó khỏe hơn gấp đôi, có thể nói là xe khỏe hơn gấp đôi. Gấp đôi đấy. Và tuy nhiên thì nó không chạy được 200 cây một giờ, nó chỉ chạy được 100 cây một giờ thôi. Ví dụ như cái cụ thể là trên cái cầu chậm, trên cái Triton này thì cái 4LLC này khi mà hai cầu chậm thì nó tốc độ anh dự đoán nó khoảng bao nhiêu? Được 80. Thường 80 là anh thử trên các cái mẫu bán tải thì để cầu chậm thì bao giờ cũng chỉ chạy được 80 thôi. 80. Thực ra cái cầu chậm này chạy nó ghi máy thì nghe nó rõ mà. Nó rất là hay cầu chậm. Tại sao cầu chậm nó hay là cái chỗ ấy, là ví dụ như em hình dung mình là đi cái xe số sàn đấy nhá, có côn đi, thì cái việc mình cài sang cầu chậm ấy, mình giảm tải một nửa cái sức nặng lên cái hệ thống côn. Rồi rất nhiều người đi cầu nhanh vào off-road và cháy đùng một cái cháy côn. Cái đấy là cái mình cảm nhận rõ ràng ngay lập tức. Và nếu như em quay lại với hộp số tự động thì em thấy rằng thì là hộp số tự động nó cũng có phải có một cái chịu tải. Có em có thể giảm cho nó, em thì có thể giảm cho nó còn một nửa, hoặc là em có thể để nguyên. Thì đấy là bên, nó gọi là của bên tài người, thì nó lại phụ thuộc vào việc là anh có biết dùng hay không. Anh cũng dùng cái bí kíp cầu chậm này rất hay trong những cái chương trình lái off road mà. Cái thứ hai nữa là thực ra với những người cái kỹ năng lái tốt như anh, trải nghiệm quá nhiều, thực ra là cũng phải trả giá rất nhiều. Qua những chương trình thì anh thích những cái hệ thống cài cầu bằng tay kìa, đúng không? Bởi vì mình có thể là dùng đối với cái thông thường với mẫu xe này nhá, mình sẽ phải dừng lại VN, đúng không ạ, mà chuyển xe hai cầu chậm. Nhưng mà anh có thể là xe vừa trượt đi nhưng anh vẫn đóng được hai cầu chậm, thì đấy là phải khóa tay. Đó, mình phải phanh cho bánh nó lết. Bánh nó lết. Xe đời mới thì có ABS nó không cho bánh lết. Nói chung là và từ cầu chậm sang cầu nhanh, cái xe đời mới này nó đòi hỏi là VN, nó đòi hỏi như xe này đòi phải đạp phanh này. Rồi. Phải đứng yên trong đạp phanh thì nó mới ra, thì nó cũng nói chung là mất thời gian. Mất thời gian. Nhưng mà nói rồi, ở một cái mức nào đấy thì trong cái nhu cầu sử dụng bình thường thì bản thân cái việc cài vào số chậm nó đã là sự gọi là siêu hạn hữu rồi. Hạn hữu rồi, chưa nói là em lại phải cài từ chậm sang nhanh ngay lập tức. Thực ra thì đối với cái giải đua thì mình muốn tất cả những cái mình phải kiểm soát bằng tay cơ, bởi vì điện nhiều quá nhiều khi nó sẽ không hỗ trợ mình. Ví dụ như cái vụ không may trên bầu trời vừa rồi đấy, thì rõ ràng nó tự động hóa quá nhiều khi nó cũng phải trả giá đấy. Mà ở trong cái lĩnh vực off-road thì nó đơn giản lắm, em lộ qua nước một cái. Mà chẳng may nước nó vào những cái phần điện cái là nó ít ra trong cái thời điểm nó có nước nó chập choạng là chưa chắc nó có thể sau đấy khô nó làm việc, nhưng mà chỉ là cái thời điểm nước là nó không làm việc được. Thì ta lại phải tay thôi. Thành ra cái xe mà nó càng gọi là bền bỉ theo thời gian có thể phá nhiều thì nó càng thiên về cái phần cơ khí nhiều hơn. Đấy thì anh nhìn trên đường bây giờ những chiếc xe như là UAT này, rồi những cái xe IFA gì đấy, bao nhiêu năm rồi đúng không, toàn có cơ khí thôi.
chế hóa khí mà, nhưng mà về vấn đề nhiên liệu môi trường khiếp lắm. Đúng rồi. Tiện nghi nữa. Lạch cà lạch cạch suốt ngày chả ai thích cả. Đây là cửa kính điện người ta cũng thích hơn là cửa kính tay mà. Đúng rồi, bao giờ tiện nghi. Nhưng mà thưa các bạn thì nếu như các bạn có những cái câu hỏi thắc mắc gì nhá, xin mời hãy gửi về cho chúng tôi sẽ dần dần sẽ giải đáp dần, chia sẻ dần. Không dám chắc là mọi thứ tuyệt đối 100%, nhưng sẽ chia sẻ những cái đã trải nghiệm, đã trải qua. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.